hôm nay mệt mỏi thật sự. Chắc là xe không bị phá nữa. Sao mà lạnh vậy nhỉ? Phải ngủ trước khi nó tới. Phải ngủ. Hello. Nó lại tới nữa. Bác ơi, bác bà, dậy chơi với mình. Không được, không phải. Chỉ là mình tưởng tượng thôi. Bác ơi, ngủ gì tầm này bác ơi. Biến đi, người biến đi cái đồ yêu quái. Dậy chơi với mình đây. Mình thích chơi với bạn lắm nè. Dậy chơi game nè. Không, tôi chờ cả ngày rồi. Biến đi, biến đi. Phải vậy, phải vậy. Không, không. Wow, mấy hôm nay trời cứ mát mát lạnh lạnh, ngủ ngon ghê luôn vậy đó. Ê, ghê quá. Ủa kìa, bắp. Phải bắp không vậy? Dạ, em đây chứ ai. Quý Bình làm gì mà hốt hoảng vậy? Trời đất, bắp. Em làm cái gì mà nhìn em tiều tụy dữ vậy? Đáng vậy còn trùm cái khăn nữa chứ. Trời, làm anh Quý Bình hết hồn luôn vậy đó. Tại con yêu quái đó đó. Em có muốn vậy đâu. Đêm nào nó cũng tới. Nó là con yêu quái ăn giấc ngủ đó anh Quý Bình. Cái gì? Yêu quái ăn giấc ngủ? Lần đầu tiên anh Quý Bình nghe đó nha. Đích thật là nó đó anh Quý Bình à. Nó không có chơi em ngủ. Em mệt mỏi thật sự. Xin chào mọi người. Em chào anh Quý Bình. Chào. À, ai mà nhìn ghê quá vậy nè. Đáp tôi khỏe ơi. Trời đất, bắp làm gì mà trông sơ xác vậy nè. Có chuyện gì hả? Bắp nói là đêm nào cũng có yêu quái ăn giấc ngủ tấn công, cho nên là không ngủ được đó đó tôi khỏe. Hả? Có con yêu quái đó luôn hả bắp? Ôi trời, bắp chơi game suốt ngày mà toàn là ba cái game căng thẳng đánh đấm rồi bị stress, tưởng tượng các kiểu, chứ làm gì mà có yêu quái nào. Thật vậy hả đó tôi khỏe? À, em có nghe là anh bắp chơi game giỏi lắm nè. Chà, như vậy là tại bắp rồi chứ có yêu quái nào đâu. Đó tôi khỏe. Đó tôi khỏe, có cách nào giúp bạn bắp đi. Chứ nhìn bạn bắp chán đời quá. Đây đây đây, có sẵn đây nè. Hạt bí xanh có thể giúp bắp nha. Ủa, là em luôn hả hạt bí xanh? Dạ đúng rồi ạ. Trong em thì vốn đã nhiều chất dinh dưỡng lắm, nhưng đặc biệt là ba chất phytopan, kiển và magie đó ạ. Ba chất đó thì đặc biệt như thế nào đối với giấc ngủ hả đó tôi khỏe? Phytopan là một axit amin mà cơ thể dùng để chuyển thành serotonin, sau đó được chuyển đổi thành melatonin, gọi cách khác là hormone gây ngủ đó. Vậy thì còn kẽm và magie thì sao ạ? Hàm lượng chất kẽm cao trong em tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi mà Dr. Khỏe vừa nói đó. Còn magie thì đóng một vai trò trong truyền dẫn tín hiệu tế bào liên quan đến chu kỳ ngủ thức nè. Wow, hạt bí xanh bé nhỏ như vậy mà lợi hại ghê ta. Như vậy là em bắp sẽ không bao giờ phải gặp yêu quái đó nữa rồi. Cơ mà có một giấc ngủ ngon thì bắp còn phải thay đổi nhiều cái lắm, như là phải thư giãn, vận động nhẹ mỗi ngày, bớt chơi game căng thẳng lại, cố gắng duy trì một thời gian biểu phù hợp hơn nữa. Ăn hạt bí ngô xanh vài giờ trước khi đi ngủ cùng với thực phẩm chứa carbohydrate như miếng trái cây nhỏ giúp dễ ngủ hơn. Bắp chỉ cần sử dụng hạt bí ngô xanh đã rang chín, ăn như một loại thức ăn nhẹ trước khi ngủ là được. Dạ con biết rồi ạ. Chứ con thèm ngủ lắm. Con chưa thiệt sự luôn. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình đã hết rồi. Chúng ta cùng nhau chào tạm biệt khán giả và đưa em Bắp về nghỉ ngơi thôi nào. Xin chào tạm biệt. Xin chào. Hẹn gặp lại nha.